Thưa quý chị, ngày 24 tháng 12, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2023. Thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2023, theo quyết định số 1145 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp đạt một số kết quả nổi bật như về hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đồng hành với tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo cho công nhân lao động về tiền lương, tiền thưởng, tặng quà cho công nhân lao động gắn với dịp họp mặt tất niên, lễ lớn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở tặng quà Tết cho đoàn viên với số tiền 6,4 tỷ đồng. Thực hiện chương trình hậu phương người lao động giai đoạn 2023-2025, vận động hỗ trợ trao vốn sinh kế cho 3 đoàn viên hộ nghèo số tiền 60 triệu đồng. Phối hợp vận động hỗ trợ, xây dựng 20 nhà tình thương, máy ấm công đoàn cho hộ đoàn viên nghèo, cận nghèo, số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang phối hợp xây dựng 5 nhà tình thương. Phấn đấu cuối năm 2023, có 28 đoàn viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà, vốn sinh kế, góp phần ổn định đời sống. Về các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho người lao động theo quyết định 6696-7785 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ cho 1.146 đoàn viên người lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 1 tỷ 363 triệu đồng, phát triển 5.059 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên hiện tại 29.980, giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho đảng, thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Genova Group với 650 đoàn viên. Kết quả, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho một đoàn viên tiêu biểu, tặng bằng lao động sáng tạo cho 4 đoàn viên. Năm 2024, Công đoàn các khu công nghiệp xác định các vấn đề trọng tâm như tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội phúc lợi cho đoàn viên người lao động, tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, phát động đoàn viên tham gia các cuộc thi do các cấp công đoàn phát động, quan tâm tiếp tục thực hiện chương trình hậu phương người lao động, giảm hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ đoàn viên vốn sinh kế làm ăn thoát nghèo. Dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn năm 2023.